Bây giờ là xe bà tay xem nào, xe bà tay chú xem nào. Đây, đây. Ôi dồi, đây này cô bác này, rất là tội. Đi đâu đó là tầm độ là một đi một đuốc ngón tay rồi. Hôm nay các cô thì có vẻ như là ăn mặc là khác hơn mọi khi một chút nhỉ? Này ai cũng đẹp trai xinh gái nhỉ. Nào, xem nào, quên chưa? Có quên không? Không. Thế thì mày nói thế nào? Con chào các ông các bà. Ủa, thế Mạnh vừa đi đâu về? À, thế hôm nay Mạnh có đi học không? Có. Có à? Thế Mạnh đi học thì có phải đeo cặp đi không? Có phải đeo cặp đi à? Mời các chú thợ với lại là các cô, các bác nha. Hey, chú. Vâng ạ. Đấy, chú hôm nay hộ nấu cơm cả ngày nhỉ chú nhỉ? Mời cả nhà nhé. Đấy, chú mời chú Toán nha. Ê, mời bác nhá, anh Toàn. Em nhá. Bác bảo với cháu với cháu Toàn với quán chị ơi, cô, chị uống đi. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Và cái video này ngày hôm nay thì cháu được xuống thì sẽ không có cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu nữa. Ở những cái video trước thì cháu được cũng đã chia sẻ lên là rất là nhiều rồi. Mà anh em và đội thợ thì cũng đã hoàn thiện xong là ngôi nhà cũng như là đường điện mọi cái nữa. Và hiện tại thì một việc là quan trọng nữa thôi là đi vào lắp cửa đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì ngoài cái việc lắp cửa ra thì còn thêm là một cái tiếp tục là thêm một cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy dành tặng tới cho hai ông cháu là mặc áo mới cho ngôi nhà, tóm gọn là vào phần sơn đúng không ạ. Thì sơn hiện tại là cháu Đức cũng đã thống nhất cùng với lại hai chị thì đã chọn được là cái màu sơn rồi. Và cháu Lực sẽ biệt bật mí qua một chút cô bác nhá. Ở phía bên ngoài thì cháu Lực sẽ sơn cái màu mà màu trắng sữa là nó sẽ hơi, nó sẽ đậm hơn. Còn ở phía bên trong nhà thì cháu Lực sẽ sơn màu là trắng sữa. Thì cái màu đấy cho nó sẽ sáng hơn cô bác. Và những cái viền mà như cháu Lực nói là phọc chỉ đấy cô bác, thì cháu Lực sẽ lựa chọn là một cái màu khác để mà phối ngôi nhà để làm sao mà cho nó nổi bật cái ngôi nhà của hai ông cháu lên. Thì cũng qua những cái video mà cháu được chia sẻ lên thì cũng xin cảm ơn tất cả những cái sự yêu quý của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu. Và rất là mong rằng là khi mà hoàn thiện thêm ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ được sự yêu quý của các bác thêm để mà cháu được đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh khác. Thì rất là mong sẽ nhận được những cái sự trợ duyên, hỗ trợ của các bác dành tặng. Ngày hôm nay thì cháu được xuống cô bác ạ. Vừa rồi thì cũng đã điện cho là anh Phong với lại là vợ chồng của anh Phong với lại là vợ chồng của chú Toán thôi. Và thêm là sẽ thêm là một số bác với lại chị nữa. Và gọi thêm là cả cái chú mà cho đất của ông để mà để cái tách cho cô bác. Và gọi thêm là gia đình của nhà bé Quyết nữa. Vừa rồi thì các anh thì cũng đã xuống rồi. Hiện tại thì vẫn còn đang là đợi là vợ chồng của chú Toán nữa. Vợ chồng của chú Toán thì chắc là về muộn hơn cô bác ạ. Hôm nay thì sẽ là một buổi để mà tập kết với lại là mấy anh em đội thợ cô bác ạ. Có lẽ là sau cái video này thì sẽ không có bóng dáng của mấy anh em đội thợ nữa. Và những cái phát sinh thì cũng đã được mấy anh em hoàn thiện là hết rồi. Phát sinh ở đây là chỉ có mối là vợ chồng của anh Phong là làm thôi. Công việc ít cho nên là vợ chồng của chú Toán thì cũng không có vào được nữa. Đây, hôm nay thì cháu được xuống thì cũng có mua thêm là thức ăn là đi xuống. Bây giờ thì hiện tại là đang ông thì đang chế biến ở phần bên trên rồi. Cháu được thì đang với anh Phong là đang ở dưới nhà mới. Anh Phong thì có vẻ như là dọn dẹp là đồ nghề ấy nhỉ? Thế dọn dẹp đồ nghề là đi à? Tôi là đi thôi. Xong chưa? Chuẩn chưa? Tất cả mọi cái là hoạt động bình thường. Bình thường đúng không? Thế rồi. Rồi. Thế mà có những cái gì mà còn sai sót, ví dụ như nước này nó bị dò thì anh sẽ phải làm như nào anh nhỉ? À, nếu bị dò là anh vẫn làm vậy, quay lại để xử lý. À vâng, đấy. Thì đấy là cái trách nhiệm của anh thì rất là mong là anh sẽ lại quay lại.
À, anh sẽ không quay lại nhá. Anh hy vọng anh sẽ quay lại. Rất là mong là anh sẽ không quay lại, tại vì là anh quay lại thì nhà nó có một cái gì đó phát sinh, cho nên là em không muốn anh quay lại một chút nào cả. Hoàn toàn là từ nhà đến điện nước đến thời điểm là anh đã hoàn toàn là phần anh đến đâu là anh làm hết. Là xong hết đúng không anh? Xong hết rồi. Hôm nay là cần để sử dụng được hết nhá. Đấy, còn những cái thì nói trêu các bác thôi, thí dụ như là có một số cái những cái ống nước thì nó bị dò chẳng hạn các bác, những cái chỗ này nó mới bị dò thì nếu mà cháu lực xử lý được thì cháu lực sẽ xử lý, còn không xử lý được thì đến lúc đấy thì cháu lực sẽ lại gọi anh Phòng cũng như là chủ toán để mà xuống xử lý. Hầu như là ngôi nhà thì đã được là anh Phòng với chủ toán là hoàn thiện là hết rồi, kể cả những cái bảng điện, bảng điếc này các bác này, điện này thì là lựa chọn là lần này là sẽ điện là âm các bác ạ, sẽ không là làm nổi nữa vì đường điện này cũng rất là nguy hiểm sau khi mà hoàn thiện nhà xong đấy, nhưng mà không xử lý cẩn thận là sau này sẽ rất là nguy cơ là lại phải chập cháy rất là cao. Anh Phong hay là làm quả táo thôi. Sau một thời gian mà anh em đồng hành với nhau thì hôm nay cũng là đến ngày anh em mình tạm chia tay nhau đúng không? Vâng đấy, hôm nay thì nói là chia tay các bác nhưng mà nói khá là nhiều lần rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mới là buổi là liên hoan, à cũng như là buổi là tổng kết. Cái điểm mà liên hoan thì nó gọi là nó hơi nói ấy, nhưng mà để nói là tổng kết thôi các bác. Thì rất là tổng kết xong thì sau này nếu mà tân gia thì chắc chắn là sẽ có thêm sự góp mặt của mấy anh em thợ nữa. Mấy anh em thợ thì cũng, mặc dù là cũng đi làm công thôi các bác, đấy, đi làm công thôi, nhưng mà ở đây thì ngược lại là sẽ có một chút là về những cái tình cảm của mấy anh em dành tặng cho nhau cũng như là dành tặng cho ông cháu. Thì làm cái gì mọi cái thì cũng rất là tỉ mỉ và rất là chắc chắn. Có những cái thì chắc chắn là mấy anh thợ cũng có làm là sẽ có làm một chút là về sai sót cô bác ạ, thì rất là mong là các bác là thông cảm của bác nhá. Anh chủ toán thì sắp ra chưa anh? Sắp ra rồi. Đấy, dọn dẹp đồ nghề là chuẩn bị là là đi nơi khác rồi cô bác ạ. Anh nhận được công trình nào chưa anh? Anh vẫn có à? Đây. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lên trên kia để mà xem là ông với lại là các chú thì là nấu cơm là như thế nào rồi. Đây, còn cái con chó trắng trắng này của bác này thì hiện tại là đang có bị có đỉa trong múi đấy, rất là kỳ. Tại ra bên kia thì hiện tại là có cả mẹ Quyết của bác. Mẹ Quyết thì nó là một người hàng xóm, một người chị là rất là tuyệt vời. Khi mà nhà của ông là làm cái gì thì cũng đều có sự góp mặt của chị là giúp đỡ cho ông. Nhà của chị thì cách nhà ông thì đâu đó là cũng độ đâu đó là tầm là 500m thôi các bác. Từ trước khi mà bắt đầu là đào cái nền nhà đấy các bác, đào nền nhà thì đã có sự góp mặt của mẹ của Quyết cũng như là cả anh nhà chị nữa. Rất là nhiệt tình và giúp đỡ rất là tận tình cô bác. Đấy, hôm nay chị lại đi xuống để hộ ông ăn nấu cơm chị nhà, cũng như là hộ em rồi. Lúc nãy ông gọi điện cho chị nó bảo là hôm nay em mua con ăn về làm một bữa cơm ăn với thợ xay ấy. Vâng. Đấy, không chỉ là một bữa cơm là với thợ xay đâu, sẽ có một là có cả chị nữa đấy. Hôm nay anh có ở nhà không chị? Ở nhà đâu em ạ. Vâng, anh đi tận đâu làm rồi chị? Đi Trung Quốc làm rồi. Dạ vâng. Anh đi Trung Quốc được bao lâu rồi chị? Được 7 ngày, 8 ngày mà. Vâng. Thế thì chị hộ em nấu cơm một tí chị nhá. Vâng. Vừa rồi thì có cả mua cả thêm đậu nữa. Thời gian này thì là đang nấu cơm ở một cái gian bếp mà rất là nhỏ các bác ạ. Này thì gọi là cái lán thôi. Sau này là ông định dự định là làm bếp ở đâu không? À, bên phía bên này à? Sau này là trước sau này là dự định của ông là sẽ hạ hết, bỏ đi xong mà làm cái chuồng trâu ở phía bên này để ông để đồ để đạc nữa. Ừ. Ở bên kia thì hiện tại là các chị đang mổ ngan đấy các bác, cho nên là rất là sợ nó sẽ bị ảnh hưởng tại kênh YouTube về chính sách mà YouTube đấy các bác, cháu Lực sẽ không
ghi hình thêm vào là phía bên các chú là nhiều cả. Thấy anh Phong thì bên kia là đang chuẩn bị là làm cái khác. Đồ của các anh thì đến ngày hôm nay các bác, khi mà các anh hoàn thiện hết ấy, các anh cũng chuẩn bị là đem về rồi. Dường như là cái máy này là không sử dụng nhiều quá, sử dụng cái máy cắt tay nhỏ hay là nhiều thôi. Hôm nay thì bây giờ thì chị vợ của anh Phong thì mới đến này, có cả thêm là cả em bé nữa này. Đấy. Thôi cho chú mượn cái mũi rồi nào. Cho mượn nhá. Chưa biết nói chuyện mấy đâu các bác ạ. Thanh niên này à, đáng yêu phết nhờ. Thôi bốp mở ra làm ra. Bốp mở ra. Nói bằng tiếng nùng thôi. Này, ở trong nhà thì các bác nhìn là rất là sạch sẽ và rất là bóng. Góc nào góc đấy thì cũng đều được là ông là dọn dẹp xong hết rồi. Thế là ông là cũng chuẩn bị là chặt cây rồi các bác. Ở dưới thì các bác nhìn thấy là có một cây chậu đang bị đổ kìa, là ông chặt để mà mấy đứa làm cái cột của chuồng trâu rồi. Thế mấy đứa là ông chặt cả cây này à? À tít hả? À mấy cây xoan trên kia đâu, ở trên nào có trên đấy làm gì có cây xoan nào? Bảo là 11 thì cho đi chạm. À thế là ngày 11 thì là chọn ngày đẹp làm mấy làm hả ông? Đẹp hoàn đi nhau. Thế là à, thế là ngày đẹp làm mấy là để ông, để anh Phòng là chặt cây. Cây chặt làm cụt. À xong rồi làm chuồng trâu à? Thế là vừa rồi ông định lấy dây dâu răm à? Thế tận đâu lấy không? Nếu mà ông lại làm chuồng trâu anh em mình lại gặp nhau nhiều lắm. Đúng rồi anh. Nếu như mà anh ông lại làm chuồng trâu thì lại tiếp tục là gặp anh Phòng là ở đây, nhưng mà chắc là lâu lâu gặp anh một lần thôi. Đây em ít xuống hơn thôi. Ngày hôm nay thì là sẽ là một cái video mà cùng mấy anh em thợ là ôn lại những cái khoảng thời gian vừa qua khi mà mấy anh em là cùng nhau làm ngôi nhà của hai ông cháu cô bác. Ở dưới đây thì ông có trồng một chút rau răm. Rau răm này thì để cho vào vịt thôi. Ông hái cả rau lợn á? Vâng. Đây hôm nay thì có mẹ của Quyết đấy. Mẹ của Quyết là hộ nấu cơm thôi. Có cả thêm là anh Phòng nữa, cả thêm mà chị nữa. Cho nên là việc nấu cơm thì sẽ nhường lại cho là anh Phòng với lại các chị. Còn ông thì sẽ đi lại đi làm thêm là những công việc hàng ngày của ông. Lúa ở nhà ông thì có những cái bông thì cũng ngả ngả vàng một chút rồi cô bác này. Cái đấy là cũng dùng để làm rau lợn đấy không? Tức là vừa rồi ông bảo hay ông hái rau răm trước đi ông? Hái rau răm để cháu đem hết trước. Ôi cái này là cái gì đâu? Cái này này. À, cái này là làm rau lợn à? Cái này thì gọi là cái lục bình các bác này, tròn tròn này. Các ở dưới xuôi các bác thì không có lạ gì với lại là cái cây lục bình nữa. Nên vừa rồi thì rau mọi cái thì cho nước cung đá mua là cũng đầy đủ rồi, cho nên là ông không phải là đi lấy thêm là cái gì nữa. Đấy, nhìn thấy từ xa thì các bác nhìn thấy là một cái ngôi nhà mà được nằm ở dưới một cái chân núi mà phải nói là tốn biết bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu những sự trợ duyên của bác thì đến hiện tại thì mới hoàn thiện xong là ngôi nhà rồi. Trong cái khoảng thời gian tới thì khi mà cháu được hoàn thiện thêm là những cái gì cháu được sẽ tiếp tục là cập nhật cho các bác. Cái rau răm này là trước là ông trồng ở đây đấy à?
À đây là cô bác này. À cái mô tô là trôi hết đi không? Ôi ở đây thì có cả thêm là cái rau rau này thì gọi là rau gì cô bác này? Rất là thơm, quên mất rồi. Quên mất tên rồi. Nó không lên đâu. Thế là mình bắt buộc là mình phải nhổ bằng tay hả ông? À đấy, coi như là nếu mà bị ông mà dùng cái liềm mà cắt chúng cái là nó không lên đấy. Hái một chút một này. Ui cho ông hái được nhiều ấy nhỉ? À chắc được không nhỉ? Vâng, thế để cháu cầm đi về nhà trước ông nhá. Này hái được một chút thì được rau răm được các bác này. Để cho ông lấy rau lợn một chút thì cháu được xé lên đi về. Để mà lấy cái này cho mấy anh em thợ là để một tí mấy anh em thợ là cho vào vịt. Ông lấy cái mic cho cháu một tí. Này để cháu lấy. Đấy, cho cháu xin này. À, có nữa không? Không lấy nó dọc không nhỉ? Vâng, không lấy nó phí ông nhỉ? Cháu được xé đi về trước cả cô, đi về trước cô bác ạ. Không hồ là ông là lấy rau lợn nữa. Cho ông là một mình ông mới tự lấy. Cái khe suối nhỏ nhỏ này thì khi mà có nước về nhiều đó cô bác này thì cũng chảy rất là to. Cái này tháo được anh? Tháo đi nó gọn gàng hơn nhỉ? Không thì để cả cây vác đi nó khó, không cành. Nhưng mà cái này có tháo được ra không? Được. Tháo được hết không anh? Tôi đóng mày yên. Thế chứ. Đấy, ra phía bên này thì các chị đang nấu cơm này. Đây chị ơi. Cái này là theo cả mẹ đi xuống nhà ông chơi đấy nhở? Hôm nay không ai ở nhà trong à? Hả à, Cương? Mọi lần thì ở với là ông bà với lại là cô. Ra phía bên này thì các chị đang luộc ngan rồi các bác này. Này thì có vẻ như là luộc bằng cái nồi to. Cái nồi này thì đâu đó là tầm độ chứa được tầm 15 đến 20 lít đấy. Nồi này là ăn. Nồi này là nồi cơm này. Còn là nồi này là ngàn của bác ạ. Muối để muối hả chị? Ấy nhờ. Bé của chị được mấy tháng rồi? À được mấy tuổi rồi? Được 2 tuổi dưới rồi. Và tối nay thì sẽ không ăn cơm ở cái lán này đâu các bác ạ. Ôi cái này ai vừa lập ấy nhỉ? Chắc là ông lập á. Này thì có một phần thì hôm nọ là cũng cần đến cái tấm ván gỗ của bác. Thì ông cũng đã gỡ đi ra bên kia rồi.
Hôm nay thì may là có các chị là xuống là nấu cơm là phụ giúp. Trong những cái thời gian mà rảnh nó rối thì ông đi lấy rau lợn này, xong là đi lấy cỏ về cho là trâu nữa. Ôi dồi ôi, chỗ này thì có vẻ như là trâu của ông lại bị sỏng rồi các bác này. Bị sỏng là ăn hết ở tầm độ đâu đó là 3-40 góc lúa này. Nói trâu của ông ăn thì phải nói là ăn nó như người gặt luôn các bác ạ. Ăn rất là sạch. Một cái thửa nhỏ nhỏ đã bị ăn hết rồi. Trâu của ông thì to ấy, để mà lúc mà đói đi các bác, lúc mà trâu của ông đói là không dám vào gần đâu. Vì là ghê quá trâu của ông ấy. Trâu này thì là cũng được là ở trong cái video trước là cháu Lực cũng đã được là nghe ông nói rằng là đi nhận về nuôi. Thứ nhất là ông vừa lấy chất thải của trâu đi để vào ruộng, và thứ hai thì là lấy sức của trâu để mà cày kéo. Ông ấy cũng có nói là nuôi được mấy năm rồi có bác ạ, trâu này. Vừa rồi là đi lấy rau lợn xong rồi đi lấy cỏ luôn nào. Sao đấy là ở kia có một cái thửa là bị trâu ăn rồi à? Thế là mẹ Cường là hộ ông là lấy trâu đi uống nước đấy à? Ở trên này cũng có. Vâng. Vâng. Ô đây ông nhặt được hạt trẩu nhiều đấy ông. Ông đi chỗ này là nhặt được mấy buổi không? Chỗ này chắc đâu đó là tầm độ là 1 cân gì đấy. Mùa này thì là mùa đang cái quả hạt chẩu của bác này, hạt chẩu hạt sở này đang chuẩn bị rơi đấy, cho nên là người ta thu mua rất là nhiều. Là đâu đó là được tầm độ là 1 cân là 10.000. Cái cây sơn nhỏ nhỏ này sao không chặt bớt đi này không? Trâu ăn lá. Cây sơn này thì là nhìn thấy được các bác nhá, một cái loại cây mà phải nói là khi mà mình nếu mà mình đụng chúng ấy là rất là ngứa. Mạnh là cực kỳ là với cây này là kiêng kỵ các bác ạ, mạnh nhá. Bên kia thì các cô các chị với lại là các cô là đang tấp nập là nấu cơm rồi. Mình hiện tại thì cũng được hiện tại thì cũng là 4 đến 5 giờ rồi. Ông ở nhà thì lợn có này, trâu thì có một nửa này, gà thì có này, gà thì cũng bắt đầu là có ít. Vậy hôm nay thì có là đậu nữa, ngan này các bác này. Một con ngan này thì là được đâu đó là tầm gần 4 cân các bác, rất là to. Ngan này thì là chỉ có thích hợp là với lại rau răm này thôi. Rau răm này thì là rất là hợp với lại là ngan gà này. Không biết là bây giờ chị thì đang nấu đang lấy để nhiều em. Đây là đang nấu canh gì thôi chị? Canh đu đủ. Đây là canh đu đủ là tận dụng lại với lại là nước của con ngan. Này đong cho em. Cho tiết vào chị. Vâng. Ủa con ngan này thì được một bát tiết to nhỉ. Anh Phong thì là hiện tại là đang vừa rồi anh ấy lấy đồ đi về nhà đấy các bác, là chưa về đâu. Bố màu ma luôn. Nó, chụp chà. Bố màu ma nó. Bây giờ thì bắt đầu đi học là chắc là cô giáo là bắt đầu là dạy những tiếng phổ thông này nhiều quá. Ở nhà thì ở với lại bố mẹ này, nói tiếng ngân đùng là nhiều. Cơm đi chả cháy à? Ôi giời em ơi. Nhưng mà tí nó có... Tí nó có cháy không chị cơm này? Không đâu. Cháy ngon lắm, không cháy được. Cơm này ngon lắm. Ở vòng ngoài thì nó bị
À, cháy mất rồi, vừa rồi để gần lửa quá. Đấy, vừa rồi thì chú Toán cũng từ nhà ra rồi cô, nhà ra rồi cô bác ạ. Cũng lâu lắm rồi không gặp chú Toán rồi nhỉ? Vâng, có được mấy ngày rồi. Được mấy ngày rồi chú nhỉ? Tối qua là chú với lại anh Phòng là chạy lại điện thì đến tầm mấy giờ chú? 8 giờ, 9 giờ. 9 giờ kém. Đến 9 giờ kém á? Vâng. Hôm qua là cháu biết mà muộn đến thì cháu không xuống rồi. Nhưng mà không biết. Hôm qua về điện trung lên mà 4 giờ, 5 giờ cháu chú đi sang. Vâng. Thế ra là sửa một mạch lên đến 9 giờ chú? Hôm nay thì mất điện là đến giờ là vẫn chưa có chú nhỉ? Mong rằng là một tí nữa đến giờ ăn cơm thì sẽ có điện các bác. Chứ để tránh trường hợp là dùng điện bằng điện thoại thì bây giờ phía bên này thì bác là đang chặt ngàn nè. Chỗ này dày quá nhỉ chị nhỉ? Ui, ngàn này cái quả phao câu của nó thì nó là đẳng cấp rồi, rất là to này. Vâng ạ. Ở nhà thì hay có cái câu là phải biết là chặt chặt gà này, chặt ngan này thì mới lấy được vợ đấy các bác. Có vẻ như chỗ đấy hơi đỏ chú nhỉ? Xem là chỗ nào đỏ thì tí làm lại cho nó chín hẳn nữa. Xem nếu mà được thì bỏ vào, còn không được thì lại luộc lại thêm một tí nữa. Ngan mình bằng gà được. Nhưng mà thế này thì mới ngọt nước ấy nhỉ? Gà thì nhỏ thế này ăn được, ngan hết được ăn được thôi. Chú là hôm nay có đi đâu làm gì không chú Toán? Nhà rồi. Nhà chú là chỉ gạt xong chưa? Chưa gạt thế nào đâu. Vâng. Sáng tuần á. Ừ. Sáng tuần là mới được gạt hả chú? Đậu này thì là chắc là một tí bỏ vào canh thôi à? Vâng. Nếu không là bây giờ rán thì thứ nhất là tốn rất là nhiều dầu này, và thứ hai thì là lại lâu hơn. Ôi, rơi ra ngoài một miếng rồi chú ơi. Phải lấy rửa đó. Chú Toán đây hộ cháu ơi. Vừa làm một miếng đúng là ngon nhất là rơi ra ngoài. Cái này chắc là có ong nó bay ra rồi. Hôm nay ở trên vùng cao khi mà nấu nướng này kia này cô bác này thì không có lựa chọn là đeo bao tay đâu các bác. Nếu mà làm quán xá thì còn ấy nhá. Chấm được hay có cái câu mà người ta nói các bác này, sống ở đâu thì âu ở đấy, cho nên là rất là mong các bác thông cảm về cái việc mà bảo là nấu cơm mất vệ sinh này kia. Đấy, đâu đó là gần được một gần được một chậu rồi các bác. Nhìn ở đây, ngồi ở đây mà thấy chú chặt gà là thấy bắt đầu là cảm giác như tiết nước bọt ra rồi. Đấy, bây giờ thì còn thiếu là anh Phòng với lại là thêm là vợ của chú Toán thôi bác, thì cũng được ăn cơm rồi. Chú thì có vẻ thái rau răm là cũng khá là điệu nghệ đúng không bác? Cầm một cái con dao mà đâu đó là gần một cân mà thái rất là nhỏ. Cẩn thận là tí gió lùa là bay hết cái rau răm của chú đi nhá. Không, cái này là
trai nhỏ lắm mà đi không được nha tí nào. Nhưng mà đang bảo là bây giờ thì là làm gọi là cái gia vị truyền thống của bác này, cho thêm mà tí mì chính nào, tí muối vào nữa, băm cùng cho nó nhỏ ra. Con cho đi. Đây là gọi là cái, gia vị khi mà nấu ở bản đấy không ạ? Ớt. Tự ăn đi mà chú vợ chú hộ. Sao phải chú một con. Em đang làm chúng nó mà. Chúng lối nó đủ tạo nó, em lâu lâu lúc sang làm bái bái ổn này. Bà nó sẽ cho đi con củ khâu này. Đây, bên kia thì cả mẹ Quyết thì cũng đã chuẩn bị nó xong cái canh rồi các bác. Đấy, cái quả đùi thì phải nói là rất là to này các bác này. Sau một cái thời gian nấu nướng thì là hiện tại đã nấu cơm xong rồi cô bác ạ. Chị thì đang đun thêm là một chút nước nữa. Đâu, hôm nọ thì Thương là bị cái liềm cắt ở đâu, chú xem nào. Xem nào, ôi đây này cô bác này. Bây giờ là xe bàn tay xem nào, xe bàn tay chú xem nào. Đây, đây. Ôi dồi, đây này cô bác này, rất là tội. Đi đâu đó là tầm độ là một đi một đuốc ngón tay rồi. Thương thì năm nay học lớp mấy rồi? 6. Học lớp 6 rồi à? Thế là bây giờ bị được một tháng cho chị nhỉ? Được một tháng rồi em ạ. Được một tháng rồi á? Hôm nọ là Thương mà đi lấy cỏ cái này là anh chị không ở nhà. Nó thái cỏ cho trông. Chị đi chợ mà. Vâng. Ba chị em nó ở nhà khắc cắt thế mà. Vâng. Tức là ba chị em đi là khác ăn, là khác là đi lấy cỏ đúng không? Đúng rồi, chị đi về đến nhà thì cắt xong rồi. Nhưng mà lúc mà chị về đến nhà thì bé bị mất máu nhiều như thế thì có bị làm sao không chị? Không sao em ạ. Vâng. Bị đâu đó là đi một đúc ngón tay rồi các bác, rất là nguy hiểm. Các bạn nhỏ vùng cao thì hầu như là đa số là đi hộ bố mẹ là những công việc mà đi lấy củi thì đi lấy cỏ rất là nhiều. Đây thì có vẻ như là còn làm một nồi là một nồi canh các bác ạ. Đây là anh Phòng lấy đi chứ. Và hôm nay thì sẽ có là các bác các cô nữa ra cùng ông là với lại là thợ là chung vui. Hôm nay thì cũng bây giờ thì không biết là có điện chưa các bác. Điện đóm thì tất cả mọi cái thì cũng đã được là mấy anh em thợ là hoàn thiện xong hết rồi. Cái dây điện này thì các bác nhìn thấy sẽ hơi lằng nhằng một chút. Ngày mai thì sẽ bảo ông là đi lấy thêm cây về chống cho nó cao lên. Và cái ống nhựa này nữa, mai thì bảo ông là đào xuống, sâu xuống xong là chôn đi. Ống nhựa này thì cháu Lực lựa chọn là dùng cái ống đen này để nó không có bị gáy của bác. Những cái gòi kia thì khi mà không cẩn thận ấy là bị gáy rất là nhanh. Xuống cái này thì là hơi khó một chút của bác ạ, đoạn này ấy. Chưa có cái gì để muốn nói để muốn hỏi chứ. Nay là hôm nay là ăn cơm là dùng bàn hay là dùng hay là để lên trên gạch như luôn hả chú Toán? Cái phần là mái hiên này thì là bây giờ nếu mà mưa các bác nhá, mưa thì nó bị dột ở đến không phải bị dột, nó bị rớt ở đây này. Đây thì có là một nồi canh đu đủ này. Nồi này là nồi đậu này. Còn nồi phía bên này là nồi cơm các bác. Bây giờ thì ở trong nhà thì
vẫn chưa có điện của bác ạ. Điện hôm nay thì bị mất chứ không phải là chưa đấu được điện. Xem nào. Chắc là chưa có của bác. Hôm nay người ta thông báo là có điện từ mấy giờ chú Toán? Ôi cầu thang này, cầu thang của nhà chú Toán à? Vâng. À. Vâng. Tức là đi mượn về đấy à chú? Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ thì cũng ở đâu đó là thời tiết là tầm độ là 5 giờ thôi các bác bây giờ ấy. Đấy, buổi tối hôm qua là các chú là sửa lại điện là đến 9 giờ các bác, 9 giờ tối. Qua mà cháu biết là các chú ở đây thì cháu lại xuống rồi. Vâng. Vâng. Này thì không biết là bây giờ là chắc là đi lấy lá chuối về chú nhỉ? Vườn lá chuối không chú? Vâng. Vừa rồi có quả táo này chị ơi, chị rửa quả táo đi. Hay là một tí nữa sâu nhỉ chị nhỉ? Vâng, tí nữa rửa sâu. Vâng. Đây thì không biết là ông đã đi xả nước xuống chưa? À chắc là chưa xả nước các bác ạ. Giờ thì lên trên xả nước thì mới có nước được. Lên đi, có điện rồi. Có điện chưa anh? Hôm nay là người ta thay cái gì hả thế như kìa. Thành ra là muộn hơn. Thay cái củ gì ấy. Cháu Lực sẽ đi lên trên để mà xả nước ha. À, đi xuống nữa các bác, vừa rồi vừa nãy thì mấy anh em thợ là đang chỗ này thì có nước này các bác này. Không biết là nước bị tuột ở đâu ra đây, sao vậy, nước ở đây nhiều quá. Thành ra là đi lại nó khó. À chỗ này này, chỗ này thì những cái khớp nối thôi. Cái đường nước này là hôm qua là cũng mới làm thôi. Thì bây giờ là xả nó ra cái là đi xuống được ở dưới nhà mới thôi. Đây là chỗ này là hôm nào bảo ông làm lại cầu thang cho nó lớn lên. Ông thì đang lấy thêm là một số là bát chén đũa nữa. Có nước chưa anh? Chú? Có đúng không? Cháu vừa đi xả. Đây có nước rồi các bác. Hiện tại thì trong nhà là hơi tối một chút của bác ạ. Đang chưa có điện. Đấy, thưa các bác, hiện tại thì là ngôi nhà là bắt đầu là có điện rồi. Cái bóng ở bên ngoài thì là buổi chiều hôm nay anh Phòng có lắp ấy. Thành ra là nó bị vỡ ấy. Là chắc là bóng điện ấy sẽ phải là mua đuôi lại. Là mua đuôi mới thì là mới lắp được. Đây, còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng đi vào phía ở bên trong nhà. Khi mà có điện thì về đêm là ngôi nhà của hai ông cháu là sẽ sáng rực là như thế nào các bác nhé. Bây giờ là chuẩn bị đã cơm đấy chắc chú nhỉ? Có chắc còn thiếu ai không chú? À, mạnh nữa. Chị táo này. Chị cua rửa táo đi. Hôm nay các cô thì có vẻ như là ăn mặc là khác hơn mọi khi một chút nhỉ? Hôm nay ai cũng đẹp trai xinh gái nhỉ? Bên này thì nước là vừa rồi cháu được xả xuống các bác. Mình xin một quả trước nha. Vâng anh. Anh rửa hết đi anh. Đây anh rửa hết luôn đi. Còn nước anh. Đây. Anh hỏi ông xem là có khóa nước không? Rửa đây để cho nó tiện hơn. Đấy, bây giờ thì phòng nào phòng đấy thì đều có điện rồi cô bác. Ở trong phòng khách thì là lựa chọn là hai cái bóng điện, một cái là ở phía bên ngoài, một cái thì ra phía bên này. Còn là nhà vệ sinh thì phải nói là có một cái bóng điện thôi các bác, nhưng mà cái không gian của nó nhỏ thôi. Cộng thêm là với lại là những cái hàng gạch
những cái hàng gạch mà màu trắng ấy, thành ra là tạo lên nó một cái sự là rất là sáng và rất là nổi bật. Còn ở bên trong nhà này cũng thế đấy các bác này. Bên trong nhà thì nếu mà khi mà hoàn thiện hết ấy, là vào sơn ấy, sơn cái màu mà trắng sứa đấy các bác, thì nó sẽ giúp cho cái ngôi nhà mà nó sáng hơn. Rồi, ra phòng bên này thì cũng nhiều có này các bác này. Công tác thì nằm ở đây luôn. Nhìn khi nhìn thấy ngôi nhà mà sáng như thế này thì là có hàng xóm ở bên kia nhìn ra thì cũng sẽ là một cái sự đổi mới. Phía bên này thì ông là để đồ này, cái bao thóc của ông các bác này còn là một chút. Ra bên này thì cũng có một cái bóng điện đấy, cộng thêm là một cái ổ điện nữa, khi mà ông muốn sạc điện thoại hay là như nào đấy ông sạc. Hả? À, bây giờ thì các bác nhìn thấy là ngôi nhà rất là nổi bật các bác ạ, với những cái ánh đèn lên. Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy là bé Mạnh cùng với lại là cô của Mạnh các bác. Cô của Mạnh là cũng về nhà để mà ăn cơm cùng với lại là mấy anh em đội thợ. Chú Toán này đi vào ăn cơm luôn, xong chưa anh? Đấy, cũng lâu lắm rồi không có gặp Mạnh nhỉ. Ra đây nào. Nào, xem nào, quên chưa? Có quên không? Không. Thế thì Mạnh nói thế nào? Con chào các ông các bà. Ủa, thế Mạnh vừa đi đâu về? Thế hôm nay Mạnh có đi học không? Có. Có à? Thế Mạnh đi học thì có phải đeo cặp đi không? Có phải đeo cặp đi à? Mạnh đi học là mấy hôm của bác nhìn mặt thì nào, đưa chú nào. Đưa chú nào. Rồi, đấy, đi vào ăn cơm rồi. Đeo chân nhá. Mẹ. Bác ơi đi vào ngồi đi bác. Vậy hôm nay thì là cũng đồ đạc của bác thì cũng chưa mua nhiều, vẫn tận dụng lại những cái đồ đạc của hai ông cháu thôi. Vậy này thì có cả bé Cường với lại là thêm là Mạnh nữa. Mạnh có ăn cồng gà không? À, nào á, nào. Cái cồng gà này là một cái là cho Mạnh, một cái cho Cường hay sao nhỉ? Thấy không? Nào Mạnh đây này. Không ăn cồng á? Ôi à. Thanh niên này là không ăn cồng này các bác này. Chị ơi, cồng cho Mạnh, cho Cường này. Còn một cái nhưng mà Mạnh không ăn. Mạnh có ăn cồng không này? Ra đây. Không ăn cồng cơ. Ông mẹ hai con thôi. Rồi ngồi với lại là gần chú Toán với lại là ông. À, còn có thêm người ấy nhỉ. Nào Mạnh ngồi ở đâu ấy hả? Ngồi ở đâu? Chạy đi rồi. Đông người quá cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng hai ông cháu này với lại đội thợ nữa thêm là một số các bác hàng xóm để mà ăn. Chào các bạn. Đúng rồi, anh muốn ăn hả anh? Chào các bạn, à đâu vậy? Chú ngồi đi. Nếu mà theo theo phong tục của người Nùng là con trai là phải ngồi mâm trên đấy chú nhỉ? Các cô thì lúc nào cũng là ngồi mâm bên dưới các bác. Nhưng trai cũng đấy. Mạnh thì không biết là đi đâu rồi, chạy đâu rồi. Đi thương luôn. Không nào. Bên kia là bà trẻ của bé Mạnh các bác ạ. Đấy. Các chú đủ bát đủ đũa chưa nhỉ? Chú nhỉ? Ăn cơm trước hay là uống rượu trước chú Toán? Ăn cơm trước rồi. Cơm trước nhỉ? Trước rồi. Thế là vừa rượu vừa cơm đi nhỉ? Thế hôm nay thì xin phép là các bác là sẽ uống một tí rượu rồi. Đấy, Mạnh thì đúng là cầm một là cái cọng gà to. Công an. Bộ không có ăn, bộ có thảy mà. Tiêu, tiêu, tiêu.
Hay hôm nay là có bác thầy cúng với lại là ông sò là đội mũ thôi. Con này để đây. Đây là con. Rất trông bố mình chán nào. Yêu con bố cho nó hơi mèo không? Lấy cơm à? Ăn ngả này sẽ lâu hơn mà. Ở đây là mặt tao nữa. Ở đây là mặt tao. Trẻ con thì thích ăn táo ở bên kia là nhiều. Các bác là chắc là phải là dùng chén to mới hợp được chú Toán nữa nhỉ. Mong như mèo, mong như mèo, mong. Hôm nay là bữa cơm này là được các chị với lại là các cô là nấu cơm đây, cho xin đây. Đây của ông chọn ông lấy chén kia đâu, ông lấy chén to kia nhá, chú lấy chén to nhá, tí vẫn no mà tát nó no. Cái chén bên này là gọi là thường là chén nó mắt trâu của bác ạ. cuối tuần thì Mạnh mới về một lần thôi các bác, nhưng mà hôm nay thì không hiểu sao lại bé Mạnh lại về. Chỗ nào có trẻ con nhiều ấy thì để nhiều hơn. Trẻ con là tí gặp táo là thích ăn táo nhiều hơn cơm ấy. Bây giờ thì đủ chén chưa chú nhỉ? Mời các chú thợ với lại là các cô các bác nha. Hey, chú. Vâng ạ. Hey, chú hôm nay hộ nấu cơm cả ngày nhỉ chú nhỉ? Mời cả nhà nhé. Hey, chú mời chú Toán nha. Mời bác nhá. Anh Toàn. Em nhá. Bác bảo với cháu với chú Toàn anh. Với quán. Chị ơi. Cô. Chị uống đi. Chị nó có ngại ảo á? Từ từ chú chị nó. Nhau uống một chén rượu ngon nhá. Vâng, ngon ạ. Chưa ăn cơm mà phải nói là rượu chảy đến đâu là biết đến đấy chú nhỉ. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác là ăn cơm. Các chú thợ ăn cơm đi. Bác ăn cơm đi bác. Chị không ăn áo á? Có chị ăn cơm nhá. Hôm nay thì có mỗi là chị Joy là vợ anh Phòng là mặc áo dân tộc Kinh thôi nhỉ. Còn là các cô là mặc truyền thống là dân tộc Nùng hết. Cơm đi em ơi. Làm ngoan cơm ơi. Đây có lẽ là cái video hôm nay các bác ạ, cho nên cũng xin được là chia sẻ là tới đây các bác. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng cháu Lực. Hôm nay thì là một cái bữa cơm mà với lại anh Phong thì vừa rồi đầu video thì cũng chia sẻ rồi, mấy chú thì chưa chia sẻ. Đấy, một cái bữa cơm mà coi như là tổng kết mà trong thời gian qua chú cháu mình đã gắn bó với nhau. Đấy thì cũng chúc chú là đi ra ngoài nhận thêm được những công trình khác, có thể là những công trình lớn hơn. Còn sau này nếu như mà cháu có thêm những công trình nào ấy, mà những công trình phụ hay là những công trình lớn thì rất là mong sẽ được là sự đồng hành của các chú là đi cùng nữa. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thank you.